Mình đã trải nghiệm chiếc Dell Inspiron 5425 này một tuần rồi. Một chiếc laptop với mức giá tầm 12 triệu đang được bán rất chạy trong thời điểm hiện tại. Mình cũng rất là tò mò không biết là chiếc laptop này có sức hút gì khiến cho anh em lại quan tâm nó đến vậy. Và sau một tuần trải nghiệm, mình đã rút ra được một điều rằng Dell hoàn toàn thông minh khi tạo ra được những sản phẩm có tính thực dụng, không màu mè. Và chính nhờ vào việc Dell đi sâu vào tính ứng dụng trong sản phẩm nên chúng ta đã có một chiếc laptop với mức giá cực kỳ dễ chịu và một trải nghiệm hoàn toàn tốt. Và trước khi đi sâu và tìm hiểu Dell Inspiron 5425, mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Mình là Nam Phương, một CVO của laptop TCC. Với hơn 12 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một chiếc laptop có đủ mọi thứ trong cân nặng chỉ 1,4kg. Mỏng nhẹ là thế, nhưng cấu hình của nó cũng không phải dạng vừa khi sở hữu cấu hình AMD Ryzen 5 5625U, 6x12 luồng, có 16GB, ổ cứng lên tới 512GB, màn Full HD có cả phiên bản màn Full HD cảm ứng và màn 2K, các đồ họa AMD. Với cấu hình này mình mở rất là nhiều ứng dụng Word, Excel thì nó quá là mượt mà rồi. Thêm một chút phần mềm nặng như Photoshop hay Lightroom thì mình thấy hoàn toàn là thoải mái. Với đại đa số người dùng thì sử dụng một chiếc laptop như thế này là hoàn toàn thoải mái rồi. Có chăng thì mình sẽ test thêm một vài ứng dụng đồ họa hoặc là game để xem cái hiệu năng của nó đạt đắc như thế nào nhé. Không kỳ vọng quá nhiều nhưng mà mình nghĩ một chiếc laptop như thế này thì cũng đủ cho những anh em thuộc phân ngành báo chí này, sư phạm hay là mình có một chút gì marketing thêm vào cáp cắt. Thế 12 triệu đồng thì chúng ta sẽ có thêm những gì nhỉ? Một chiếc máy được hoàn thiện từ chất liệu nhôm cao cấp nên độ chắc chắn và bền bỉ là điều mọi người hoàn toàn yên tâm, cũng như giúp tăng lên vẻ sang trọng cho chiếc máy này. Vẫn là kiểu bản lề Ecoline đặc trưng trên dòng Inspiron, các cạnh của Dell Inspiron 5425 cũng được cắt những đường CNC tinh xảo, toát lên vẻ lịch lãm, cũng chẳng hề tỏ ra thua kém so với những người anh em XPS cùng nhà. Nhưng mà với mình thì cái thiết kế này nó thực sự quá quen thuộc, không hề có sự đổi mới nào cả. Với chất lượng hiển thị thì như đầu video mình đã nói, Dell Inspiron 5425 này có 3 phiên bản. Bản mình đang sở hữu đây là phiên bản Full HD. Thuận theo thị hiếu của người dùng thì Dell Inspiron 5425 sở hữu tỷ lệ màn 16:10, bởi tỷ lệ này có sự tối ưu về chiều ngang cũng như chiều cao cho laptop. Những bạn hay nhập liệu hoặc soạn giáo án khi sử dụng Dell Inspiron 5425 thì các bạn cũng sẽ ít phải cuộn chuột lên xuống hơn. Để biết rõ hơn về thông số màn hình, mình đã sử dụng SpiderX Elite để cân màn hình và có kết quả như sau. Đây là một chiếc màn hình tuyệt vời với 100% sRGB, độ sáng 250 nit, độ sai lệch màu chỉ xấp xỉ 1 mà thôi. Độ sáng của nó không phải quá cao nhưng nó cho mình cái cảm giác rất là dễ chịu khi sử dụng. Nói chung với chiếc màn hình này thì anh em làm design 2D một cách hoàn toàn là thoải mái. Mỏng nhẹ là vậy, tuy nhiên Dell không hề tinh gọn các cổng kết nối hết mức. Ngược lại, Dell Inspiron 5425 vẫn được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối phổ biến mà người dùng hiện nay cần phải sử dụng đến. Cạnh phải của máy gồm một cổng USB Type-A 3.2 Gen 1, một cổng micro SD, một jack tai nghe 3.5. Cạnh trái của máy được bố trí các cổng kết nối như một cổng USB Type-A 3.2 Gen 1, một cổng USB Type-C 3.2 Gen 2, một cổng HDMI và một cổng sạc. Về bàn phím, nó đem lại cho mình cảm giác nhẹ, êm tay, chắc chắn ngay từ lần gõ đầu tiên. Bên cạnh đó, được hoàn thiện theo dạng chiclet hợp lý, Dell Inspiron 5425 mang lại trải nghiệm gõ phím chính xác và giảm lỗi vặt khi sử dụng. Để mà nói nổi bật hay đặc sắc thì dường như là chưa đủ, nhưng tiện lợi và dễ dùng thì câu trả lời là có nhé. Một điểm cộng nữa đáng để nhắc tới về phần touchpad của Dell Inspiron 5425 có kích thước lớn, giúp thao tác đa điểm của người dùng hoàn toàn thoải mái và dễ dàng. Đồng thời, bề mặt của touchpad cũng được phủ lớp kính mịn, được hỗ trợ driver Windows Precision nên độ chính xác luôn được duy trì. Và đó là tất cả những gì mình trải nghiệm trên chiếc Dell Inspiron 5425 này. Nó có tất cả những gì mà người dùng cần thiết. Với mức giá 12 triệu thì bạn đánh giá như thế nào về chiếc laptop này? Hãy để lại comment ở phía dưới giúp mình nhé. Các bạn đừng quên voucher TC 300 khi mua hàng tại laptop TC nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.